kính thưa thầy Châu chủ tịch đoàn kính thưa quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp à, theo sự phân công của ban tổ chức thì em xin báo cáo cái chủ đề liên quan đến lựa chọn các thuốc dạng phế quản cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính mà sau đợt cấp thì chúng ta sẽ quan tâm đến bốn cảnh của bệnh nhân sau đợt cấp nó có các biểu hiện dấu hiệu như thế nào thì đây là cái hình ảnh mà ở trung tâm hô bệnh viện Mai khi mà thầy Châu đi buồng thì vẫn luôn luôn nhắc chúng tôi phải đánh giá bệnh nhân một cách hết sức là toàn diện À, bởi vì sao vì chúng ta thấy là bệnh nhân sau đợt cấp gần như là kiệt quệ kiệt quệ ở đây kiệt quệ về sức khỏe kiệt quệ về tinh thần và với cái, cái suy kiệt rất là nặng như vậy làm thế nào để chúng ta có thể giúp đỡ và hỗ trợ họ à, chúng ta vẫn phải cho bệnh nhân ra viện chứ không thể nào giữ bệnh nhân mãi ở bệnh viện được vậy thì tiêu chí để mà bệnh nhân xuất viện được khi mà chúng ta đã kiểm ngoài cái việc chúng ta kiểm soát tốt đợt cấp cho người bệnh thì chúng ta cũng cần phải làm thế nào để có thể à, tối ưu được tất cả các cái dấu hiệu các cái vấn đề thứ nhất là các cái dụng cụ phun hít bệnh nhân phải sử dụng được và thành thạo để khi người ta xuất viện người ta có cái dụng cụ và người ta dùng đúng à, các cái thuốc mà điều trị trong đợt cấp đặc biệt là các cái thuốc đường tiêm truyền hoặc là các cái dụng cụ hỗ trợ thở máy chẳng hạn là chúng ta có thể ngừng được rồi à, đánh giá việc là bệnh nhân có cần thiết phải thở máy dài hạn tại nhà hay là bệnh nhân phải thở oxy dài hạn tại nhà hay không và các cái bệnh đồng mắc bệnh nhân mắc kèm theo để chúng ta có cái chiến lược điều trị đồng thời cho phù hợp à, đồng thời là gì ạ chúng ta cũng có cái hẹn lịch tái khám ở đây thì uh, go khuyến cáo chúng ta có hai cái thời điểm rất là quan trọng thời điểm thứ nhất là sau một tháng uh, thông thường là tại trung tâm bệnh viện mai chúng tôi sau một tháng là có hẹn bệnh nhân khám lại bởi vì có cái bảo hiểm ở các tỉnh người ta chuyển bên cạnh những trường hợp mà quản lý tại đơn vị theo dõi và điều trị thì chúng tôi vẫn chuyển ra đơn vị quản lý ngoại trú còn lại ở các tỉnh thì chúng tôi vẫn mong muốn là đánh giá bệnh nhân một lần nữa để có thể có phác đồ điều trị cho nó phù hợp và theo dõi muộn tức là sau 12 tuần để chúng ta có thể tối ưu hóa À, tại cái thời điểm mà bệnh nhân xuất viện thì chúng ta cần phải đánh giá cái phân nhóm và cái giai đoạn của bệnh nhân COPD, chúng ta đo chức năng phổi xem cái mức độ tắc nghẽn của bệnh nhân như thế nào, à, đồng thời là đánh giá cái mức độ triệu chứng để chúng ta phân nhóm. Nhưng có điều hết sức là lưu ý ở đây, chúng ta cần phải phải đánh giá lại, tức là những bệnh nhân đã nhập viện vì đợt cấp thì ra viện sẽ chỉ thuộc phân nhóm C và D chứ không thể nào là A và B được. Thế còn những cái đợt cấp nhẹ hơn thì chúng ta sẽ đánh giá bệnh nhân ở gol A và GOLD B. Vậy thì chúng ta thấy là gì ạ? Phần lớn những trường hợp bệnh nhân nhập viện là đợt cấp và phân nhóm là nhóm C và nhóm D rồi. Chúng ta lựa chọn thuốc giãn phế quả nào cho bệnh nhân cho phù hợp. Thì quay trở lại khuyến cáo của gôn năm 2019 thì gôn vẫn nhắc đi nhắc lại rất rõ ràng thì thuốc giãn phế quản là trung tâm trong điều trị COPD và cái này cần phải dùng thường xuyên để mà phòng ngừa và giảm triệu chứng cho các bệnh nhân COPD và mức độ khuyến cáo là mạnh mạnh và bằng chứng A. Thì các thầy cô biết rằng là đối với thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn như phần trình bày của thầy Bảo đã đề cập nhưng mà cái thời gian nó rất ngắn khoảng 6 đến 8 tiếng là nó hết rồi. Thế thì những trường hợp mà bệnh nhân dùng sau đó thì người ta xuất hiện lại triệu chứng sau 6 tiếng sau 8 tiếng lúc đó có triệu chứng nhưng mà lại không mang thuốc theo người và người ta không dùng nữa và vì vậy mà người ta sẽ chịu cái cái việc khó thở chịu cái co thắt phế quản và tự giới hạn các hoạt động thể lực và cuối cùng là sẽ ảnh hưởng xấu đến chức năng phổi trong các thuốc giãn phế quản người ta biết rằng là lama có hiệu quả tốt hơn so với la ba trong cái việc cải thiện chức năng phổi triệu uh, chứng uh, uh, giảm cái tần suất xuyên đợt cấp và cái giảm cái tỷ lệ nhập viện và với đơn trị liệu thì sao thì phác đồ thuốc dạng phế quản kép chúng ta có là bà la ma dạng kết hợp đấy nó sẽ cải thiện chức năng phổi và giảm triệu chứng tốt hơn giảm cái đợt cấp tốt hơn so với phác đồ đơn trị liệu tại sao lại đạt được như vậy chúng ta thấy là với cái hai thuốc dạng phế quản tác dụng kéo dài và phối hợp chúng ta sẽ đạt được cái dạng phế quản bên cạnh cái thời gian 24 giờ chúng ta chỉ cần dùng một lần thì chúng ta sẽ đạt được cái dạng phế quản ở cái phế quản đoạn gần và phế quản đoạn xa nói tóm lại là toàn bộ các cái cây, cây phế quản đã được tối ưu hóa cái việc giãn phế quản cho bệnh nhân và bên cạnh đó thì người ta thấy rằng ngoài cái giãn phế quản thì dường như cái phối hợp la balama nó còn có tác dụng tốt hơn nữa so với cái giãn phế quản đơn thuần đó là giảm các cái bài tiết đờm cải thiện dung tích hô hấp giảm cái kháng lực của đường thở cải thiện cái ứ khí và giảm cái, cái căng phồng phổi cũng như là hiệu quả trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các cái phản biện viêm ở trên đường thở chúng ta có các dạng thuốc dạng phế quả nào có ba cái nhóm chính ở đây chúng ta chia vào cái đích tác dụng chúng ta thấy là gì ạ chúng ta có cái dạng uh, sama dạng kết hợp nhưng mà tác dụng ngắn chúng ta có dạng phối hợp là labalama thì trong số các labalama hiện có trên trên thị trường hiện nay chúng ta thấy có hai cái, cái cái dạng phối hợp mà chúng ta đạt được cái thời gian tác dụng trong 24 giờ đó là phối hợp vil vilanterol và umbic cũng như là gì ạ, cái dạng phối hợp là ololentron và tiotopium thế còn đối với nhóm sang thin thì sao nhóm sang thin thì gôn cũng nói uh, bên cạnh cái tác dụng dạng phế quản rất là 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 khiêm tốn thì hầu như không có các cái tác dụng khác trong việc giảm tần suất đợt cấp hoặc là các cái tác dụng cộng thêm mà các cái thuốc dạng phế quản nhóm uh, cường beta 2 hoặc kháng quân có tác dụng Bây giờ chúng ta khởi đầu điều trị như thế nào với bệnh nhân mà vừa xuất viện sau đợt cấp là nhóm C và nhóm D chúng ta sẽ có các lựa chọn. Thứ nhất là đối với gôn C thì khác với trước đây thì chúng ta thấy gôn 2019 nhấn mạnh rất rõ là chúng ta cần khởi đầu ít nhất là bằng LAMA sau đó thì chúng ta cá thể hóa tùy theo đợt cấp và triệu chứng để chúng ta nâng bậc lên cái phối hợp LAMA LAMA cho phù hợp. Thế còn gôn D thì chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn. Ở đây chúng ta có thể khởi đầu Uh, hết sức là 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 thận trọng với lama đơn trị liệu hoặc là gì ạ tối ưu nhất và tốt nhất trong trường hợp này là dạng phối hợp là bà lama thế còn đối với ai xét là ba ở đây chúng ta thấy là có đánh dấu sao tức là chúng ta thấy là gì ạ chỉ sử dụng đối với cái kiểu hình aco hoặc là bạch cầu ái toàn ở trên 300 uh, bạch cầu trên một microlit Thế thì nếu như chỉ lama đơn thuần, ví dụ nhóm C hoặc là nhóm D, nếu mà quý vị thấy là chúng ta thận trọng, chúng ta khởi đầu chậm, thì uh, có vẻ như không đủ. Và đây là cái phân tích gộp và tổng quan hệ thống đánh giá rất nhiều các nghiên cứu khác nhau khi mà người ta so sánh cái phác đồ phối hợp Laba Lama so với lại Lama đơn trị liệu hoặc là Iset Laba trong điều trị COPD. Thì kết luận của nghiên cứu này đưa ra được chúng ta ba cái điểm hết sức quan trọng. Điểm thứ nhất là cái phác đồ phối hợp Laba Lama thì nó có hiệu quả tốt hơn, đồng thời là an toàn hơn so với phác đồ Laba ICS. Thứ hai nữa là so với cái phác đồ lama đơn trị liệu thì cái dạng phối hợp kép là lama, lama cũng tỏ ra ưu việt hơn về cái hiệu quả điều trị cũng như là hoàn toàn là an toàn và không có các cái biến cố gì thêm. Và kết luận thứ ba thì đây được xem là cái phác đồ lựa chọn đầu tay cho các bác sĩ khi mà chúng ta quản lý và điều trị bệnh nhân COPD. Bây giờ thì đối với các trường hợp mà bệnh nhân mức độ nhẹ hơn tức là đợt cấp nhưng mà đợt cấp nhẹ và chúng ta có thể xếp vào gôn A và gôn B chúng ta có thể khởi đầu được tốt hơn hay không thay vì chúng ta chỉ dùng thuốc giãn phế quản ngắn như là Saba Sama mà thầy Bảo đã trình bày bởi vì chúng chúng tôi thấy rằng là cũng có những bệnh nhân người ta sẽ 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 ngại người ta sẽ rất là sợ cái việc mà mà tác dụng phụ và người ta cứ nghe ngóng cơ thể và cái điều hết sức nguy hiểm nó sẽ dẫn đến cái cái giới hạn các hoạt động thể lực và vô hình chung là nó sẽ làm xấu đi cái chức năng phổi của bệnh nhân thì cái nghiên cứu này thì người ta ta sử dụng uh, áp dụng trong điều trị trên gần 900 bệnh nhân ở uh, bệnh nhân siêu đi giai đoạn rất là sớm, sớm tức là gì ạ? Ngay từ GOLD 1 và GOLD 2, chức năng phổi nó chưa hề suy giảm nhiều và để so sánh với placebo, thì thấy rằng là về chức năng phổi chúng ta thấy là tại cái thời điểm mà trước khi dùng thuốc dạng niệu quản hay sau khi dùng thuốc dạng niệu quản, thì cái nhóm được sử dụng tiotropium nó cải thiện cái chức năng phổi thông qua cái chỉ số FEV1 là tốt hơn so với lại cái nhóm mà chỉ sử dụng cái chỉ sử dụng cái uh, placebo và đồng thời thì người ta thấy rằng là cái việc chúng ta khởi đầu sớm bằng cái thuốc giãn phế quản tối ưu ở đây là tiotropium nó sẽ giúp đạt được cái cái cái, cái um, ngăn chặn cái tốc độ suy giảm của chức năng phổi theo thời gian ở cái nhóm mà dùng tiotropium chúng ta thấy là cái tốc độ suy giảm chỉ khoảng độ 29 ml một năm trong khi đó thì cái nhóm placebo tức là không được điều trị gì chúng ta thấy là gần gấp đôi cái tốc độ suy giảm uh, về cái chức năng phổi và chúng ta cũng thấy rằng là gì ạ, ngay kể cả cái 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 trường hợp bệnh nhân ít triệu chứng tức là cache score dưới 10 điểm thì cũng đạt được cái cái mức độ bảo vệ cái cái chức năng phổi về cái tốc độ suy giảm tương tự như trường hợp mà bệnh nhân có nhiều triệu chứng. Do vậy mà chúng ta thấy rằng là địa khởi đầu sớm với phác đồ giãn phế quản tối ưu ở đây là lama ngay kể cả đối với uh, trường hợp bệnh nhân mức độ nhẹ là gôn A và gôn B thì chúng ta sẽ đạt được nhiều cái mục tiêu hơn là cái việc chúng ta đợi cái chức năng phổi bệnh nhân suy giảm nặng rồi chúng ta mới điều trị thì nó sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Bên cạnh đó chúng ta cũng biết rất rõ cái vai trò tiêu tiêu khi mà giảm cái tần suất xuất hiện đợt cấp tốt hơn so với lại cái la ba cũng như là các cái phác đồ mà thu dạng phế quản ngắn. À, năm 2019 thì tại ATS thì chúng ta thấy là thôi tháng 5 thì có báo cáo một nghiên cứu chúng tôi thấy rằng là hết sức là thú vị bởi vì sao người ta sử dụng mà ở những trường hợp bệnh nhân siêu vi mới được chẩn đoán chưa từng điều trị thuốc gì, chưa từng điều trị la ba, chưa từng điều trị la ma và chưa từng điều trị ai la ba Vậy thì chúng ta thấy là xem cái hiệu quả, cái tác động đến đâu Thì kết quả của nghiên cứu cho chúng ta thấy rằng là Bên cạnh cái việc mà nếu như chúng ta dùng cái tiêu là đã cải thiện tốt Thì tuy nhiên nếu chúng ta mà dùng cái labalama Ở đây là olorantiron và tiotropium Thì nó sẽ cải thiện về cái chức năng phổi gấp đôi Tức là tốt hơn gấp hai lần so với cái việc mà chúng ta chỉ sử dụng cái tiêu trong những trường hợp Bệnh nhân ngay kể cả, cả gôn sớm tức là giai đoạn 2 mà mới được phát hiện chưa từng điều trị gì hoặc là gôn 3, gôn 4 tức là giai đoạn muộn hơn rồi và chưa từng điều trị gì. À, quay trở lại về các cái biện pháp khác vì chúng ta bệnh nhân vừa mới thoát đợt cấp xong thì có cái thuốc nào để có thể giúp giảm đợt cấp thì gôn 2019 cũng đưa ra một số điểm. À, chúng ta thấy rằng là gì ạ? ICS một lần nữa thì là gì ạ? không dùng đơn trị liệu và chúng ta thấy là ICS là 3 chỉ được cân nhắc cho bệnh nhân ECO hoặc là bệnh nhân có bạch cầu gai toan trên 300 bạch cầu trên 1 microlit hoặc là một số thuốc khác Rofumilas hiện tại cũng có ở Việt Nam nhưng thực sự là chúng tôi cũng chưa có kinh nghiệm dùng nhiều. Thế còn khi mà chúng tôi hỏi hỏi giáo sư Wejicha ở Anh Quốc làm nghiên cứu về cái này thì người ta nói rằng là gì ạ? Bên cạnh cái chống viêm rất mạnh thì cái, cái tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn đặc biệt là cái dung nạp trên đường tiêu hóa của bệnh nhân rất là kém. Do đó mà gì ạ? Rất ít bệnh nhân mà có thể là tuân thủ điều trị cũng như tiếp tục cái phác đồ điều trị như vậy. À, chúng ta cũng cần tối ưu hóa cái việc là tiêm vaccine, sử dụng macrolide trong một số đối tượng bệnh nhân, dùng các thuốc long đờm và đặc biệt là cái vai trò của cái phục hồi chức năng cũng như cai nghiện thuốc lá và giáo dục sức khỏe cho người bệnh. Về cái sử dụng cái dụng cụ phunít thì thào cho nó phù hợp thì chúng ta biết rằng là gì ạ? trong đối bệnh nhân siêu đi thì nó có một cái nghịch lý tồn tại một cái nghịch lý mà đôi khi chúng ta không để ý. thứ nhất là chúng ta quay trở lại cái bối cảnh của bệnh nhân và bệnh nhân vừa xuất viện, vẫn xuất viện sau đợt cấp và bệnh nhân bị tổn thương về gì ạ, về tinh thần thể chất và tâm thần kinh thì chúng ta thấy cái chức năng phổi về cái tổn thương phổi mà cái, cái hạn chế cái khả năng cái năng lực hít vào cái trong khi đó thì nếu như chúng ta sử dụng cái dụng cụ phun hít không phù hợp đặc biệt là các cái DPI thì chúng ta thấy là gì ạ cái dụng cụ hít mà yêu cầu bệnh nhân phải hít vào khá là mạnh thì mới đạt được cái, cái phân phối thuốc, đạt được cái phân tách thuốc cũng như là phân phối vào các cái phế quản và đây là cái nghịch lý nó có thể nó dẫn đến ảnh hưởng đến kết quả điều trị và nghiên cứu thì cũng cho thấy rằng là những trường hợp bệnh nhân mà có cái cái dung tích hít vào cái khả năng hít vào thấp đấy thì thường là có cái cái tần suất nhập viện tái phát cái đợt cấp là cao hơn so với nhóm mà có khả năng hít vào tốt à, vì sao như vậy và chúng tôi cho rằng đấy là do cái việc mà cái thuốc nó không đến được cái đích tác động Do vậy mà nó không đạt được cái cái hiệu quả điều trị cũng như là kiểm soát đợt cấp tốt. Các cái DPI thì thông thường là yêu cầu bệnh nhân phải có cái nỗ, uh, nỗ lực hít uh, khá là mạnh thì mới có thể tối ưu được cái việc uh, phân phối thuốc. Thế và với các cái um, Discus thì chúng ta thấy là gì ạ? À, nếu mà để mà tối ưu tức là phải đạt được 60ml trên phút hoặc là gì ạ? Các cái Elita thì chúng ta thấy khoảng được 60ml trên, uh, trên phút. Còn lại cái dụng cụ Breezehaler mà chúng ta có hiện nay ấy thì chúng ta cũng thấy rằng là gì cũng phải đạt là khoảng gì ạ tầm khoảng độ 450 lít trên phút thì mới có thể đạt được cái phân phối thuốc tốt đến các cái phế quản nhỏ thì vừa rồi thì chúng tôi cũng được trang bị cái cái dụng cụ để kiểm tra cái khả năng hít của bệnh nhân xem là có đạt được cái cái cái, mức độ tức là 60 ml trên phút giống như khuyến cáo hay không. Thì trước đây chúng ta thấy là về mặt lý thuyết mà cứ nói 60 ml trên phút nhưng mà không có cái dụng cụ nào đánh giá. Thì khi mà chúng tôi dùng thì chúng tôi thấy là gì ạ? Cho bệnh nhân hít thì thấy rằng rất là khó. Ở trên đây chúng ta thấy là gì ạ? Người ta có các cái vị trí kẻ vạch đây. Chúng ta sẽ chuyển theo từng dụng cụ để chúng ta định cho bệnh nhân dùng nếu như mà chúng ta thấy là gì ạ, cho dùng discus hoặc là cái tubular mà bệnh nhân chuyển sang đấy bệnh nhân hít vào mà nó không đạt được cái mức độ mục tiêu thì chúng ta phải chuyển cái dụng cụ hít khác. Khi chúng tôi cho bệnh nhân thử và chúng tôi kiểm tra lại thì thấy rằng là gì ạ? À, đầu tiên thì chúng tôi bỏ không hiểu tại sao bệnh nhân hít không đúng hay sao mà không đạt được. Nhưng khi chúng tôi thử thì chúng tôi thấy rằng là gì ạ? Cái 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 cản trở, cái cản trở cái sức cản của cái dụng cụ hít nó đóng vai trò hết sức là quan trọng. Thế và đối với khi mà so sánh thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Đối với cái Respimat thì ngay kể cả, cả bệnh nhân mà gì ạ có cái 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 nỗ lực hít vào rất là thấp chúng ta thấy là đôi khi chỉ cần dưới một KPA là đã đạt được cái cái tốc độ tốc độ mà đạt được là gì ạ? À, khoảng 60 ml/phút. trên Trong khi đối với tubuhaler hoặc là các cái preseller và các discus khác thì chúng ta thấy là gì ạ? À, cái nỗ lực hít vào của bệnh nhân chúng ta thấy là gì ạ? phải gì ạ? 4 trên 4 hoặc thậm chí là trên 5 thì mới đạt được cái 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 cái, cái uh, tối ưu giống như là cái dụng cụ Respimat trong cái khuyến cáo của GOLD thì chúng ta cũng thấy rằng là gì cũng cần phải quan tâm đến bệnh nhân xem người ta có hài lòng với cái dụng cụ hít đó không, người ta có yêu thích cái dụng cụ hít đó không. Thì cái nghiên cứu này một nghiên cứu rất lớn tiến hành trên gần 10.000 bệnh nhân. Thế và kết quả nghiên cứu cho chúng ta thấy là gì ạ? Cái dụng cụ Respimat đạt được 95% hơn 95% các trường hợp là gì ạ? Trả lời là hài lòng và rất hài lòng với cái dụng cụ Respimat và 98,57% bệnh nhân sử dụng tiotopium oloranterol thường xuyên bằng cái dụng cụ respimat trong giai đoạn nghiên cứu. Thì chúng ta biết rằng là gì ạ? Cái tuân thủ điều trị nó phụ thuộc vào cái việc người ta dùng cái dụng cụ hít đó nó, nó có phù hợp với không, còn có thích hay không. Và 95,45% các trường hợp trả lời là tiếp tục sử dụng cái dụng cụ và cái cái hoạt chất này trong điều trị bởi vì người ta cảm thấy hài lòng cũng như đạt được các mục tiêu mà đã đề ra vậy thì so sánh như vậy chúng ta thấy rằng là đối với Respimat thì cái tỷ lệ mà các hoạt chất mà thuốc mà lắng động tại phổi đạt được đến cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn đấy là 51% à, còn lại cái tỷ lệ rất thấp là 19% nó mới lưu lại ở miệng họng cái điều này nó hoàn toàn là gì ạ à, ngược lại đối với tubuhaler. Tubuhaler mà những trường hợp mà cần phải cái lưu lượng hít vào thở vào vào cao 60 lít phút ấy, chúng ta thấy là gì ạ lưu lượng động tại phổi chưa được là gì ạ? 30% hoặc là gì ạ đối với trường hợp mà cái khả năng hít vào thấp ý, dưới 30 lít trên phút thì chúng ta thấy là gì thậm chí còn chưa được 20% Đấy, trong khi đó thì chủ yếu là sẽ tập trung khoảng 40-50% là tập trung ở vùng miệng và họng vậy thì đối với trường hợp bệnh nhân siêu chúng ta thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái lực hít của bệnh nhân cũng như là cái phối hợp động tác Đấy và trong cái cây cái, cái mà để tiếp cận để mà lựa chọn ấy, thì chúng ta thấy là chúng ta xem là bệnh nhân có phối hợp động tác tốt hay không và cái khả năng hít vào của bệnh nhân như thế nào thì tất cả các cái giai đoạn chúng ta thấy là gì ạ với dụng cụ Respimat nó thích hợp cho tất cả các đối tượng bệnh nhân kể cả những trường hợp bệnh nhân mà gì ạ cái khả năng phối hợp động tác rất là thấp và cái khả năng hít vào của người ta cũng rất là thấp ngoại trừ những trường hợp người ta hôn mê người ta không thể nào người ta gì ạ phối hợp được động tác thì chúng ta đành phải chịu và cái nghiên cứu này cũng rất là thú vị, báo cáo tại uh, phiên poster của ATS năm 2019 thì người ta thấy rằng là cái nhóm bệnh nhân mà người ta chuyển đổi từ cái dụng cụ mà uh, full hit, từ DPI và cái hoạt chất kèm theo là hoạt chất hoạt chất ở đây thì trong nghiên cứu sử dụng là Glicopyrimum và Indacaterone cũng như là Umex và VI sang cái dụng cụ mới đó là Respimat với hoạt chất là Olorantirone và tiotropium thì người ta kết luận rằng là gì ạ? giúp cho cải thiện tốt hơn về triệu chứng và cái mức độ tắc nghẽn đường thở của bệnh nhân COPD. Người ta cũng đặt vấn đề là nguyên nhân tại sao lại đạt được cái mục tiêu như vậy thì có ba cái giả thuyết đặt ra. Thứ nhất là cái dụng cụ hít là tối ưu hơn. Thứ hai nữa là hai cái hoạt chất lựa chọn là tốt tốt hơn và cái điểm thứ ba nữa nó liên quan đến cái cái hài lòng của bệnh nhân liên quan đến cái tỷ lệ tuân thủ điều trị của bệnh nhân phần thứ tư thì em xin trao đổi về vấn đề phục hồi chức năng hấp theo dõi và điều chỉnh thì các thầy cô biết rằng là cái triệu chứng khó thở là một triệu chứng chính của bệnh nhân siêu đi và nó góp phần rất lớn vào cái gánh nặng bệnh tật cũng như là giảm cái chất lượng cuộc sống thế mà nếu như bệnh nhân có khó thở thì đồng nghĩa với việc là người ta sẽ giới hạn các cái hoạt động thể lực và khi giới hạn các hoạt động thể lực thì nó sẽ kèm theo các cái rối loạn khác à, ví dụ như người ta sẽ ăn nó sẽ tiêu hóa nó sẽ kém hơn người ta ngủ nó sẽ không đạt được sâu giấc và à, kèm theo nữa là các cái bệnh tật và tử vong nó sẽ cao hơn ở cái nhóm mà à, chúng ta thấy là gì cái 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 khả năng vận động thể lực là thấp vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta làm như thế nào để chúng ta có thể à, đạt được cái cải thiện cũng như là ngăn chặn được cái 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 khả năng gắng sức và phù hồi chức năng cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh tại sao bệnh nhân siêu đi người ta rất sợ cái gắng sức và vận động chúng tôi gặp ở bệnh viện những trường hợp mà người ta chỉ cần gắng sức rất nhẹ đã lên cơn khó thở lên cơn siêu hấp rồi và chính vì người ta sợ những cái cơn khó thở cơn siêu hấp do vậy người ta tự giới hạn các hoạt động thể lực và cái việc tự giới hạn các hoạt động thể lực nó sẽ kéo theo các cái rối loạn khác kèm theo vì sao như vậy vì người ta có cái hiện tượng gọi là căng phồng phổi động khi gắng sức nó kèm thêm cái ứ khí phổi nó sẽ tăng lên do vậy mà chúng ta thấy là cái khả năng hít vào nó thấp và cái thời gian kháng sức của của người bệnh nó càng giảm hẳn thì gần đây thì có nghiên cứu của nghiên cứu Fisato người ta so sánh cái việc chúng ta sử dụng cái tiotropium và olonaterone thì so với cái placebo trong cái việc mà chúng ta thấy là gì ạ cải thiện cái khả năng kháng sức cũng như là cái thời gian kháng sức bằng cái việc cái test ví dụ như là đi bộ 6 phút và so với giả dược vân vân À, cái nghiên cứu này cho chúng ta thấy rằng cái việc cải thiện cái thời gian gắng sức cho bệnh nhân đang là tốt. Nghiên cứu Morato cũng tương tự như vậy, cải thiện cái dung tích hít vào của bệnh nhân so với cái 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 tiêu thụ đơn thuần hoặc là placebo. Đồng thời là gì ạ? Nó còn cải thiện cái dung tích hít vào của bệnh nhân trong suốt cái thời gian gắng sức của người bệnh. Thế và chúng tôi khi mà tiếp cận điều trị cho bệnh nhân, chúng tôi rất thích cái pháp đồ tiếp cận của Tây Ban Nha và cho rằng là rất là đơn giản. À, khi được chẩn đoán rồi chúng ta sẽ phân tầng xem là nguy cơ thấp hay nguy cơ cao. Nếu bệnh nhân là nguy cơ thấp tức là gì ạ? Không không có triệu chứng tắc nghẽn đường thở luôn, ít và không có yếu tố nguy cơ gì khác, chúng ta sẽ khởi động bằng lama. Nếu như lama mà bệnh nhân không kiểm soát được chúng ta lên là bà lama cho người bệnh. Thế còn lại nếu như bệnh nhân thuộc nhóm cơ cao, nguy cơ cao, lúc này chúng ta sẽ phân thành các kiểu hình lâm sàng khác nhau. Và trong tất cả các kiểu hình lâm sàng có đợt kịch phát không có đợt kịch phát khi phế thủng hay là viêm phế quản mạng tính thì chúng ta sẽ gì ạ? khởi đầu bằng phác đồ là là bà la mà luôn cho bệnh nhân sau đó chúng ta đánh giá lại và chúng ta có thể kết hợp thêm sau còn duy nhất cái kiểu hình là trồng lớp hen và siêu người ta mới gì ạ? mới khuyên cáo sử dụng cái isla ba thế hoặc là gì ạ khi mà chúng ta tiếp cận như vậy có cần xuống thang hay không chúng ta vẫn cần xuống thang nếu như bệnh nhân có xuất hiện tác dụng phụ của thuốc nhưng GOLD 2019 cũng nhấn mạnh rất rõ là gì ạ chúng ta chỉ xuống thang áp dụng đối với ICH đơn thuần bởi vì sao vì là gì ạ tác dụng không mong muốn của thuốc quay trở lại cái đánh giá điều chỉnh thì bên cạnh cái việc mà chúng ta kiểm đánh giá cái mục tiêu xem đạt được hay chưa thì chúng ta cũng cần phải xuống thang đồng thời là gì ạ cân nhắc cái chuyển cái cái dụng cụ phun hít dựa trên các cái bằng chứng nghiên cứu khi chúng ta không đạt được mục tiêu hoặc là gì ạ à, chúng ta chuyển sang cái hoạt chất khác mà đạt được cái mục tiêu như mong muốn à, của chúng ta em xin đưa ra ba cái điểm kết luận như sau phác đồ dạng phiên quản phối hợp là barlama theotopium olondatiron đóng vai trò quan trọng trong cái điều trị siêu bi giúp giảm đợt cấp cải thiện triệu chứng khó thở cải thiện cái chất lượng cuộc sống và cái chức năng phổi của người bệnh À, vấn đề cần à, tối ưu hóa và khởi đầu sớm các thuốc dạng phế quản à, tác dụng kéo dài ngay từ khi bệnh nhân còn, còn đang đang còn nằm viện à, dụng cụ phun hít phù hợp đặc biệt là chúng ta sử dụng respimat rất dễ hít và hít không cần gắng sức cái lắng đọng thuốc vào phổi cũng như các cái phế quản đoạn xa là tốt hơn so với lại các cái trường hợp dụng cụ DPI khác à, nó phù hợp cho bệnh nhân tổn thương phổi à, nặng sau cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. À, phần trình bày của em đến đây hết, em xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp đã chú lắng nghe.